chào mọi người, là Nam chào ngay. Đấy, đúng là cuộc sống nó không giống như cuộc học một tạng hay đi làm một mẹo. Ngày xưa là bố mẹ cho đi học công nghệ thông tin, bây giờ là làm các nghề, chạy xe cũng có, điều hòa cũng có, và bây giờ là kiêm cả xây dựng. Và đang làm công trình, làm phần cốt, làm xây. Làm một cửa số thôi. Nước lắp kéo điện kéo nước rồi chờ tạo xong rồi hoàn thiện công trình rồi bây giờ bắt đầu là tiếp tục đào hố lên độ sâu để hạ khoanh xuống để làm để cốt chiên. Lao động ở Vinh Quang còn lao động được là còn khỏe, không lao động thì vẫn là nhỏ, lấy được tiền chẳng có giá trị, lao động không mất khỏe được. Tắt máy để làm rồi nhá mọi người nhá. Đấy, hôm nay là không làm điều hòa, hôm nay chuyển làm than nè, không có gì phá một hồi nào đâu. Sáng về mới làm một ngày các bạn, xong rồi nhớ một hồi sôi nước mắt còn tạm coi như xong. Đây cả buổi sáng em các bạn, ngày về là vợ về vợ em con rồi đi đào này khỏe, về nhà cây khỏe hơn.